Chỉ còn đúng một tháng nữa, ngày 1 tháng 1 năm 2018, hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá, nước lá điếu nhập lậu sẽ bị cấm và bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Nắm bắt được điều này thì các đối tượng buôn lậu đang ồ ạt tuôn hàng vào Việt Nam trước giờ G. Đây là toàn bộ số thuốc lá mà lực lượng đặc nhiệm biên phòng miền Nam chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Mỹ Quý Tây Long An bắt giữ hồi 2 giờ sáng nay tại khu vực lối mòn qua biên giới. 30.000 gói thuốc được chất đầy xe 16 chỗ ngồi sau khi đã được tháo toàn bộ ghế. Qua các vụ bắt giữ gần đây cho thấy các đối tượng thường vận chuyển với số lượng rất lớn. Các đối tượng là có cái chiều hướng là chở nhiều thuốc lá và khi chở chuyến nào là ra chuyến ấy. Cái phương thức vận chuyển qua biên giới là nó gom từ nhiều hướng khác nhau, không cố định. Nay thì điểm này, mai thì điểm khác, tập kết lên xe là chúng vận chuyển vào trong nội địa luôn. Còn đây là chiếc xe vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu khác. Khi bị phát hiện, lái xe đã lao thẳng vào lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Bỏ chạy liều lĩnh, chiếc xe va chạm và kéo lê một xe máy của người dân ven đường khiến cho toàn bộ số thuốc lá cùng xe máy và xe ô tô bị bốc cháy. Theo đại diện đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam, đây là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu thuốc lá hoạt động mạnh nhất. Theo cái quy luật thì coi như là cứ nghĩ quy tư là nó vào cái tháng cuối năm rồi. Các đối tượng là tranh thủ cái thời điểm này để tập kết hàng, tích trữ lại để tiêu thụ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị cấm và bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Nắm bắt được điều này, các đối tượng buôn lậu đang tận dụng những tháng cuối năm để tập trung vận chuyển, tàng trữ, buôn lậu thuốc lá ồ ạt và với số lượng rất lớn. Trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành.